Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách dùng Instant Pot nha. Đây là cái Instant Pot của mình, là cái củ mình đang xài là Lux các bạn. LUX là Lux ha, là loại củ. Và cái này là mới, mình mua cái loại này mới để mình hướng dẫn hai cái cho các bạn dễ hiểu. Tại vì cái này đời cũ có thể các bạn có thể không, và nhiều bạn thì có cái này, bởi vì đời mới mình nuôi cái này cũng lâu rồi các bạn. Và mình có được rất 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 nhiều bạn message cho mình, nhắn tin và hỏi cách dùng cho cái loại mới nè. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn hai loại hết cho các bạn. Cái loại này là mini, tức là khoảng 3 quart đó các bạn. Và cái này là duo, DUO, mini là 3 quart. Thì bây giờ mình sẽ mở ra, mình mới mua thôi các bạn. Mình mở ra ha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng như thế nào để cho dễ, cho các bạn dễ hiểu ha. Trong cái nồi người ta sẽ cho mình cái, mình rất là thích luôn á. Các bạn nhớ xem kỹ nha, khi mình ở trong cái thùng á, lúc nào nó cũng có cái sợi dây điện cho cái nồi mà, đúng không ạ? Nhưng mà cái này không thể nào thiếu nha. Đó là cái muỗng múc cơm và cái muỗng súp và luôn cả cái cup nữa các bạn. Đây là cái cup nè. Đó. Và đây là cái gì các bạn biết không? Mình phải bỏ vô trong cái phần của cái nồi để cho nước nó khi mình nấu nó nhiễu vô đây, và nhớ rửa cái này thường xuyên nha các bạn. Dễ thương ha. Lý do mình mua cái nồi này á các bạn là bởi vì mình mỗi lần mình đi xa, mình đi chơi xa mà ở nơi nào mà không có bán đồ ăn Việt Nam á hay là cơm á, thì mình có cái nồi này để mình nấu cơm mình ăn, bởi vì mình rất là thèm ăn cơm, ăn đồ ăn Việt Nam á. Và ở trong đây sẽ có nguyên một cái hướng dẫn cookbook nha. Ở trong đây nó không có cái trivet các bạn, tức là cái đầu hấp á, mình phải mua riêng. Đây, họ có cái cuốn recipe là hướng dẫn nè. Nấu ăn, công thức, và đây là cái cuốn hướng dẫn water test. Mình phải bỏ nước vào đây mình test nữa ha. Mình là trước khi mình nấu. Và nhớ rửa trước khi nấu, sau đó mình bỏ nước vào đây để mình test nó nữa. Và đây người ta có cái bảng cho các bạn nè. Nấu bao lâu? Đó, người ta có cái hướng dẫn các bạn nấu bao lâu cho vegetable nè, rau củ và thức ăn nữa nè, đồ ăn. Đó. Ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng cái ha. Thì khi các bạn mua thì có cái này với cái miếng này nè. Thì các bạn nhớ gắn ở phía sau đây. Đây, cái khúc này nè các bạn. Bỏ vào đây. Dễ không nè, mình làm lại nha. Miếng này mình bỏ đó, chỉ vậy thôi à. Thì cái này mỗi lần mình nấu xong, bạn nhớ lấy cái này ra và rửa nó, bởi vì không thôi nó nước nó nhiễu vô đây mà để lâu quá nó sẽ bị đóng, nó nổi mốc lên đó nha các bạn. Cho nên là mình phải nhớ nha. Đây là cái cup để mình có thể đong nước ha. Đây là sợi dây điện ha. Nhớ là phải có cái này. Nếu mà bạn quên, bạn cắm điện đi, bạn cắm điện mà bạn nấu bạn không thấy nó có điện lên, nghĩa là bạn cắm cái chỗ này chưa có sát nè. Đó, bạn nhớ phải cắm sát nha. Đây, mình phải cắm sát vô đây. Bạn cắm không sát, bạn bỏ điện vô, bạn gắm cái này vô ổ điện thì cái nút nó không có nổi lên, nghĩa là bạn cắm cái này chưa có sát ha. Thì cái đua và cái lux nó khác nhau như thế nào nè các bạn? Thì những cái function á nó giống nhau, nhưng mà chỉ có cái này bạn nhìn là cái mới á, model mới gọi là pressure cook. Đó, để mình zoom vô cho các bạn thấy nha. Đó, cái mới thì nó sẽ có pressure cook ha. Còn cái model cũ á, thì cái nút nó gọi là manual ha. Bây giờ mình mở cái nắp ra. Thì ở trong đây các bạn nhìn nè, người ta có cho mình cái trivet. Cái này để mình có cần hấp
hấp cái gì đó giống như là hấp xôi thì mình mua mình bỏ cái sửng lên cái nhỏ lên đây, hay là hấp rau củ khoai lang bắp được các bạn bỏ lên đây nhìn nó tiện không ha. Mà cái nồi này cũng rẻ lắm các bạn, trên Amazon bán cũng khoảng 50 đồng á các bạn. Tùy tùy lúc các bạn thấy nó sale, có khi sale rẻ lắm các bạn. Là mình đi đâu mình cũng muốn có đồ ăn Việt Nam hết đó. Đó. Thì ở đây người ta có dặn các bạn đây là warning nè. Ok. Các bạn nhớ nha, phải cẩn thận ha. Cái điều đặc biệt là mình muốn chia sẻ với các bạn là tại sao các bạn sợ nó bị nổ, nó không có nổ. Trừ khi bạn chế qua, bạn bỏ quá nhiều trên nó đầy đi, nó bạn quá nhiều. Rồi bạn chế nước nhiều và bảo bỏ đồ ăn nhiều qua cái max level của nó là nó để max level nè. Mình chiếu gần cho các bạn xem. Đó. Cái max level này đừng bao giờ chế nước hay bỏ đồ ăn tràn ngập quá thì nó dễ bị nổ, hay là nó dễ bị bay giống như bốc hơi, nó xì khói ra rất là nhiều rồi làm cho các bạn sợ. Nhưng mà bạn nấu đúng theo cái công thức mình hướng dẫn á thì không có sao hết á. Cái này cũng khoảng là 2 năm mấy 3 năm nay rồi, cũng một thời gian dài rồi mình thấy không có vấn đề gì hết nha các bạn. Và cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn nấu cháo đi, nấu những cái món mà gọi là có cháo có nếp mà lỏng á, chất lỏng á, các bạn đừng có mở cái khi mà nó xong nó bíp bíp xong đi, các bạn đừng có mở qua venting liền, mà các bạn để dẫn cái nút sealing đây nè, các bạn cứ để đó cho tới khi nó cái nút này là nó thấp xuống, nó drop xuống, nghĩa là nó lún xuống, thì lúc đó nó hết hơi rồi đó thì các bạn mới mở cái nắp này ra được. Còn nếu mà nó vừa bíp 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 xong các bạn mở qua venting là các bạn sẽ thấy ở trong đây là nó bay ra cháo á các bạn, tự trong đây cháo nó sẽ bay ra, nó bay ở trong này ra thì lúc đó là nguyên cái nhà của bạn sẽ hỗn độn lắm. Cho nên mình chưa có chia sẻ sâu về đây mà mình chia sẻ cái phần này trước, bởi vì mình rất hy vọng là bạn không có cho qua phần này, nó rất là quan trọng luôn á nha. Hai phần này nha, thứ nhất là không có chế qua cái nút max, đừng bỏ đồ ăn qua nút max, đừng có chế nước qua. Thứ hai là nấu cháo là đừng có bỏ cái nút qua venting, để qua ceiling cho tới khi mà nó xong á các bạn, nó xong cái nút này lún xuống rồi mình mới mở ra cái nắp ra. Cái nút này nè các bạn có thể lấy tháo nó ra, và mình tháo nó ra mình vặn như vậy, mình tháo cái này ra trước khi mình tháo cái nút này ra, đừng có lo ha. Nấu xong á thì mình phải tháo ra, mình rửa ra trong đây, mới cái đồ ăn nó sẽ dính vô trong này dơ đó các bạn, rồi mình gắn lại sao thôi, không có sao hết. Bỏ cái này ra ha, dục cái này nha các bạn, nhớ là warning thì mình đọc. Sau khi mình rửa xong á các bạn thì mình cứ gắn vô lại thôi đó, như vậy nè, nó không sao hết ha. Mình cũng có thể tháo cái này ra mình rửa luôn nha các bạn. Đây nè. Ha, cái nút này mình vẫn tháo ra được nè. Cái nút tròn này nè. Cái này là có lỗ hổm, cái này là tròn. Cái tròn là ở phía trên. Sau khi mình rửa xong rồi đó, mình bỏ nó vô lại đây. Mình rửa cái này xong rồi đó thì mình bỏ nó vô đây, mình gắn nó vô lại. Đó, mình gắn nó vô vậy thôi các bạn. Rất là đơn giản. Nhưng mà mình rửa, mình xài kỹ, mình rửa kỹ thì đồ ăn của mình nó sẽ sạch sẽ và ngon hơn. Và các bạn nhớ là cái này cũng vậy nữa nè. Mình có thể tháo cái này ra. Mình hôm nay chia sẻ là tất cả luôn, từ từ lúc mà mình assembly, tức là mình gắn nó vô và mình rửa, mình bảo quản như thế nào và mình cách cách mình sử dụng luôn ha. Cho các bạn dễ hiểu. Cái này nè các bạn nhìn nè. Đó. Các bạn có thể tháo ra, bởi vì bạn không tháo rửa ra đó thì lâu ngày á cái này nó vàng và nó đóng đồ ăn ở trong này nè, rất là dơ luôn á các bạn. Các bạn có thể lấy cái này rửa nè, thấy không? Rồi mình chỉ cần gắn lại thôi. Rửa xong thì mình gắn lại nè. Cái lỗ nè, cái lỗ trong đây nè, các bạn nhìn nè. Nè, lỗ trong đây nè. Đó. Thì mình để nó vô trong này. Rất là đơn giản luôn á. Và nếu mà các bạn rửa cái này rồi mà các bạn quên bỏ vô lại, các bạn đóng cái nắp này bạn nấu không có được đâu ha. Cho nên là các bạn nhớ chú ý phần này nha. Vô lại rồi nè, thấy không? Rất là đơn giản luôn á ha. Vậy là các bạn biết sử dụng một ít là đỡ lo hơn phải không ạ? Đó.
rồi mình đóng nó lại thôi. Cái kế tiếp á, mình muốn chia sẻ với các bạn là cái cây cọ này nè các bạn. Đây, mình mua trong Home Depot khoảng trong Home Depot thì khoảng 2 đồng á. Nhưng mà nó rất là tiện dụng. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn nấu một nấu vài bữa đó, ở đây nó đóng bụi nè. Các bạn lấy cái cây này nè, các bạn lấy quét bụi ra. Và cũng có thể lấy đồ ăn, thí dụ nó dính đồ ăn vào trong này nè. Đó, nó dính vào đồ ăn vào trong này, các bạn có thể lấy ra nè. Và quét bụi luôn cho nó sạch ha. Đó, mà có 2 đồng thôi, một cây 2 đồng nhưng mà nó giữ nó sạch sẽ cho mình ha. Đó. Kế tiếp mình muốn chia sẻ để mà bảo quản cái nồi Instant Pot này á, nồi áp suất này á, là mình mua cái này. Cái bình này mình có thể mua ở trong ở trên Amazon, mình sẽ để link của cái bình này ở phía dưới. Bây giờ người ta hồi lúc trước lúc mà nó mới ra thì nó ra chất bột. Thì cái bột đó có thể nó bay lên khi mà các bạn sử dụng. Còn cái bình này là chất lỏng. Chất lỏng thì lúc mà mình sử dụng á, thì mình đỡ phải hít thở vô những cái chất bột á. Cái này nó chùi về những cái inox rất là hay luôn các bạn, rất là nhanh. Cho nên là khi dùng các bạn nhớ đeo bao tay giùm mình nha. Đó nè. Các bạn nhìn nè, cookware, kitchen, bathroom là phòng tắm, nhà bếp và những nồi nêu son chảo ha. Đó. Soft cleanser. Rất là hay lắm các bạn. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình sẽ hướng dẫn từng từng cái function, từng cái nút này nha. Các bạn nhìn thấy nè. Để mình cho. Đây là cái nút soup broth nè, thấy không? Bên này cũng có soup broth, meat stew, bean chili. Thì bên đây sẽ có là cake. Tức là mỗi cái máy á, nó sẽ có một cái function nhỏ là khác nhau. Nhưng mà các bạn biết không, cái này á, những cái nút này á, nó chỉ cho các bạn biết là để cho các bạn làm nhanh. Ví dụ như bạn bấm soup broth đi thì nó sẽ ra cho bạn là 30 phút. Chỉ có vậy thôi. Thay vì các bạn bấm cái menu, bấm dấu cộng dấu trừ lên bao nhiêu phút thì trong đây nó sẽ set sẵn cho các bạn mà thôi ha. Cho nên là nếu mà các bạn không quen dùng cái này, quen dùng cái này cũng được. Hay là không muốn bấm những cái nút này, mình bấm những cái nút này cũng được. Nhưng mà những nút này thì nó sẽ set sẵn cho các bạn bao nhiêu phút ở trong này ha. Thì cái nút soup này các bạn có thể hỏi tại sao mình không bấm nút soup broth mà mình bấm cái nút mấy cái nút menu rồi dấu cộng dấu trừ hay là pressure cook. Nhớ nha, cái menu là menu, cái nút menu nó giống y chang như nút pressure cook thôi nha các bạn. Chỉ là khác cái model, bên này lux, bên này dual, cho nên là nó dùng cái chữ khác nhau thôi. Thì bởi vì cái nguyên nhân là mình nói là khi mình dùng cái nút này nè, pressure cook á, và dấu cộng dấu trừ thì mình có thể chỉnh theo cái bao nhiêu phút theo ý của mình. Thì bây giờ cái nút soup broth á, mình giải thích từ từ cho các bạn hiểu ha. Soup broth là nó nằm ở high pressure nè các bạn. Đó. Nó để less, normal, more ha. Thì cái high pressure này nó sẽ nấu 30 phút bình thường, normal á, normal bình thường. Còn adjust to more các bạn có thể 40 phút hay là less là 20 phút. Đó. Các bạn hiểu rồi phải không ạ? Porridge là cháo. Mình nấu cháo nữa các bạn. Đây, cơm. Mình cũng có nấu cơm, nấu cháo. Làm bean chili. Thì những cái nút, cái này nó nhỏ. Cái này là làm yogurt nữa. Cái này nó nhỏ. Cho nên nó không có nhiều function bằng cái lớn. Ha. Nhưng mà mình những cái nút này theo mình đã nói rồi đó, cho nên là nếu mà các bạn muốn thì các bạn cứ chỉnh theo cái nhiệt độ của mình ha. Giống như cái nút saute này đi, cái nút saute này mình rất là thích, là các bạn biết tại sao không? Nút saute này mình không có cần phải đậy nắp, mình vẫn nấu được. Ngoài ra những cái món khác các bạn nấu các bạn cần phải có cái nắp, mình nấu mà mình không cần phải đậy nắp đâu ha. Non pressure cooking á. Đó. Thì khi mà mình bấm cái nút saute này là giống như mình xào đồ ăn á các bạn. Thì mình không có cần đậy nắp mà mình bỏ dầu vào mình xào, mình chiên mình xào ha. Rồi giống như mình xào
mình phi hành tỏi xào sả này nọ rồi đó, là mình không có cần đậy cái nắp đó, mình dùng cái này được. Cái lý do người ta làm cái này cho mình là để cho mình tiện, ví dụ mình đi đâu mình cần dùng cái nồi này, mình không cần phải đem nhiều nồi, đúng mà mình chỉ cần có một cái nồi này thôi, mình vừa xào mình vừa nấu cơm, mình vừa nấu canh, mình nấu súp đồ dẫn. Bạn mà muốn mình nói thêm về phần nào bạn để comment phía dưới mình sẽ giải thích thêm, tại vì nếu mình giải thích hết thì có nhiều bạn sẽ cho là nó dài dòng quá đó, cho nên mình chỉ giải thích những cái nào mà quan trọng mà mình thấy dùng nhiều nhất thì mình sẽ giải thích về vấn đề đó ha. Ok, thì cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ với các bạn là có rất nhiều bạn hỏi, tại vì cái món này là nhiều người nấu phải không ạ? Giống như là món phở gà nè, hủ tiếu gà, phở bò đó, thì những cái món đó bạn hỏi mình là mình hầm bao lâu, thì câu hỏi nhiều nhất là cái câu hỏi gân bò. Các bạn có phải surprise không, có phải bất ngờ không? Thì cái gân bò nó rất là đơn giản. Thường thường mình làm pressure cook hay là manual đúng không? Mình bấm dấu cộng 10 phút và đậy nắp lại, mình để sealing mốt đó nha. Và sau đó mình để nó nấu, sau khi nó bíp bíp bíp, khi mà nó bíp dấu hiệu chữ L là chữ L ở đây, không không không, nghĩa là nó đã xong rồi các bạn. Sau đó mình để nó, mình đừng có đụng. NPR nghĩa là natural pressure release. Thì mình để đó, mình đừng có đụng tới cái nồi, cái đó nghĩa là NPR các bạn, đừng có đụng tới cái nồi là nghĩa là NPR, nghĩa là mình ngâm nó. Sau khi mình thấy L không một không, nghĩa là đã 10 phút rồi đó, thì mình mới mở cái nút venting, nghĩa cái đó là cho hầm gân gân bò nha các bạn. Thì đéo thôi, theo mình thì như vậy là được được, nhưng mà theo cái khẩu vị của bạn, có thể bạn phải xem. Thí dụ như lần đầu bạn nấu theo cái khẩu vị của mình là mình nấu 10 phút rồi ngâm NPR 10 phút, bạn mở venting đợi cái nút nó nhận drop xuống, nó lúng xuống, bạn mở cái này ra, bạn thử coi cái gân có mềm theo ý của bạn không, hay là còn cứng hay quá mềm, thì lần sau bạn chỉnh theo cái khẩu vị của bạn, hay là còn cứng thì các bạn bỏ vô đây bạn ngâm nó tiếp ha. Thì cái gân bò là như vậy, mình hy vọng là bạn không có cho qua cái phần gân bò, bởi vì mình có rất rất nhiều bạn hỏi về phần gân bò. Còn phần nạm bò thì mình đã có chia sẻ ở trong phần của vợ xương bò hầm ở trong phở Instant Pot đó, các bạn có thể xem cái đó lại ha. Còn gà đó các bạn, gà phở gà hay hủ tiếu gà, thường thường là mình làm tùy theo cái con gà lớn hay nhỏ như mình chia sẻ đó. Nếu mà lớn quá thì mình làm 7 phút, mà mình muốn ít da ít giống như ít mềm á, thì mình làm 5 phút. Cứ pressure cook bấm số 5 đó, 5 phút, hay là manual bấm số 5, rồi mình đợi. Đặc biệt nấu gà là mình không có NPR, tức là mình không có natural release nha. Mình nấu xong khi sau khi nó bíp bíp để eo không 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 thì mình phải mở cái venting ra, mình để cái mốt đó, để mình cho các bạn xem lại cái mốt nha, là cái nút này nè, nó có cái nút venting phải không ạ? Lúc nấu á, đây venting, lúc nấu lúc nào mình cũng seal lại như vậy nè các bạn, đó seal lại như vậy. Khi mà mình nấu xong nó bíp 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 rồi đó, nấu phở hầm gà thì mình mở qua cái nút venting, và nhớ mình dùng bằng cái cây đũa hay gì đó để cho mình đỡ sợ cái hơi nó ra nó phỏng cái tay nha, mình chuyên dùng cái đũa để cho các bạn thấy đó. Thì lúc đó hầm gà cho phở gà hủ tiếu gà mà các bạn hầm lâu quá nó sẽ bị nhũn, cho nên là mình chỉ làm 5 tới 7 phút tùy theo cái độ lớn của con gà, và mình không ngâm, mình để vào venting đợi cái nút này nó lúng xuống nè, là mình mở nắp, vậy là xong đó các bạn. Trừ khi cái con gà của bạn quá to đi thì bạn phải coi, bạn xăm vào trong cái gà xem nó có chín chưa, nó còn máu hay không. Cho nên là tùy theo con gà to hay nhỏ ha, đó chỉ là đơn giản vậy thôi đó các bạn ơi. Khi mà mình nấu cái nồi này là Instant Pot, trong thời gian mình nấu nhớ là đừng bao giờ đụng vô cái phần inox này nha. Khi mà mình đụng vô đây là mình sẽ bị phỏng tay bởi vì nó nóng lắm, nhớ nha các bạn. Và bây giờ trước khi mình sử dụng cái nồi Instant Pot, lúc nào mình mua mới về mình cũng nên thử, nó gọi là water test, tức là mình thử xem cái máy này nó có hoạt động đúng hay không á. Cho nên là mình sẽ lấy nó ra, mình lấy nó ra mà mình bỏ vào đây nước 750 lít nha các bạn, 750 ml á, thì là khoảng 3 cup nước ha, 3 cup. Và
Đây là ceiling nè, và bên đây là vent chỉnh. Đó, mình đóng vào ceiling. Và ngay chỗ này nè, nó có cái bọc, cái nút nhỏ này nè, đúng không ạ? Cái nắp mình cầm vậy phải không? Là cái nút nó như vậy. Mình để về cái hướng này. Cái này là nhìn cái mặt mình nhìn vô nó facing mình đúng không? Thì mình bỏ xuống vậy nè. Đó, dễ không nè? Mình cho các bạn xem kỹ là nha. Đó. Thì xích vô đây. Đó, chỉ có như vậy thôi à, đơn giản như vậy thôi á. Nhưng mà nếu lần đầu các bạn bỏ vào, các bạn có thể là nếu mình không hướng dẫn á thì có thể là tại mình biết cũng có vài bạn không có đậy nắp này lại được á các bạn. Cho nên là mình mới hướng dẫn cái phần này. Những gì mình hướng dẫn cho các bạn bởi vì mình có rất là nhiều câu hỏi về những phần đó, cho nên mình mới giải thích cho các bạn biết. Cho nên là video nó sẽ hơi dài chút xíu. Nếu mà bạn thấy là video dài cho bạn, bạn có thể cho qua nha. Nhưng mà mình muốn bỏ thời gian ra để mình giúp cho những bạn nào cần thiết về cái cách sử dụng này đó. Và sau đó mình sẽ set steam. Mình lặp lại là mình dùng cái này bởi vì mình muốn test thử, mình thí nghiệm thử cái máy này có hoạt động tốt hay không. Và ở đó là trong cuốn sách người ta nói cho mình biết là như vậy luôn á. Và mình bấm steam. Mình bấm nút steam phải không ạ? Thường thường steam nó sẽ set sẵn cho các bạn cái phút. Thì giống như mình nói lúc nãy là suốt những cái nút này nè, nó sẽ set cho các bạn hết. Nhưng mình bấm nút steam thì mình bỏ xuống bao nhiêu phút? 2 phút thôi. Và nhớ là phải sealing nha các bạn, cái này phải sealing. Sau vài giây á, thì nó sẽ nổi chữ on lên. Đó. Thì sẽ khi mà sau sau khi mà cái tiếng nó bíp 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 á, một lát các bạn đợi nha. Không có nghĩa khi các bạn set 2 phút nghĩa là 2 phút sau nó sẽ xong. Các bạn phải cho nó thời gian để nó build cái pressure, tức là nó sẽ cái thời gian nó sẽ làm nóng cái lò này, nó mới tính phút từ đó. Cho nên mình set 2 phút, 5 phút không có nghĩa là 2 phút, 5 phút mình có đồ ăn, mà là mình phải đợi cái thời gian, mình phải đợi cho cái thời gian cái nồi áp suất nó build up cái pressure, tức là nó sẽ thêm cái độ nóng á, rồi mình mới tính từ đó nha. Đây các bạn, bây giờ các bạn nghe nó bíp 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 rồi nó hiện lên số chữ L 00. Có nghĩa là nó đã xong 2 phút rồi các bạn. Và các bạn nghe cái steam nè. Mình mở cái steam ra cho nó từ từ á và cho nó thoát cái hơi ha. Và cái nút này nè các bạn đừng có mở cái nắp cho tới khi cái nút này nó lún xuống nha. Bây giờ nó vẫn còn trên đây, nghĩa là nó còn hơi á. Các bạn ơi, sau khi mình thấy cái nút này nè, nó lún xuống nè, cái màu trắng á, thì mình có thể mở cái nắp ra được ha. Đó. Và mình có thể dùng cái miếng này nè, mình giá cái nắp ở trên đây. Hay là mình giá bên đây cũng được nè, mình tiện tay nào thì mình làm bên đó ha. Đó. Vậy thôi đó các bạn, rất là đơn giản ha. Và các bạn nên nhớ nếu mà được á, thì các bạn mua cái ring này nè, cái này gọi là cái vòng, cái ring á, cái màu trắng này nè, thì mình mua thêm một cái hay là hai cái nữa ở trên Amazon có bán á, để làm chi, để mình có thể nấu đồ ăn mặn thì mình dùng cái này, rồi mình đồ ăn ngọt thì mình dùng riêng, bởi vì cái này á mình nấu lâu ngày á nó sẽ có mùi ở trong đây ha, cho nên là nhớ thường xuyên lấy ra rửa, nhưng mà tốt nhất thì mình nên làm hai khác nhau ha. Một cái thì đồ mặn, cái thì đồ ngọt. Và một điều này cũng quan trọng lắm, mình thấy là nếu mà được á, thì khi mà các bạn lau chùi sạch sẽ xong, khi mình xài xong rồi đó, thì mình đừng có úp như vậy, mình đừng có đóng nắp lại, mà mình đem cất á, mình để nó hở ra như vậy nè, để cho anh chị, để cái air trên này nè, cái hơi nước á, nó đừng có nó tụ lại. Trừ khi nào bạn đã làm khô làm ráo hết rồi thì không sao, nhưng mà nếu mà bạn để nó đóng lại thì nó giữ cái độ ẩm ở trong này nè ha. Cho nên là tốt nhất là bạn có thể lật nó lên như vậy thì nó sẽ không có bị độ ẩm ở trong này, vi trùng nó không có sinh sản trong đó. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mình rửa cái nồi nha. Đây là cái nồi đúng không ạ? Thì thường thường á, nếu mà cái nồi của bạn xài một thời gian mà nó bị đóng giống như là cái lớp dơ dưới này đi, mà các bạn không biết làm sao để cho nó bóng lại á, thì mình, cái cách tốt nhất là mình dùng đây là mình bỏ cái bar keeper vào đây. Thì trước hết mình làm nó, mình bar keeper là cái này nè các bạn, đây bar keeper ha,
Đó. Mình mở ra và mình lấy cái này ra. Khi xải này các bạn nhớ đeo bao tay nha. Hôm nay nhà mình lại hết bao tay. Không có đi mua kịp, mình lại quên luôn. Và mình đổ vào đây. Đó. Và các bạn nhớ giùm cho mình nha, mình đợi chút xíu nước thôi. Đây. Đó. Mình lát gì? Mình để đây đúng 1 phút nha các bạn. Đừng có để lâu quá, mình để đúng 1 phút. Và sau khi 1 phút rồi các bạn, mình lấy cái miếng sponge này nè, ha, và mình chà nó. Lắng o luôn các bạn ơi. Thấy không ạ? Mình sẽ hướng dẫn cái video này qua bên kênh tiếng Anh nữa. Thì nếu được mà các bạn thích video này, xin ủng hộ cái kênh tiếng Anh của mình nha. Và cái kênh tiếng Anh mình sẽ để cái link ở phía dưới ha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Đó, nó rất là đơn giản phải không các bạn? Nếu mà các bạn có thắc mắc gì xin để comment ở phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể nha. Và nếu mà bạn mình thích mình quay cái video gì kế tiếp, request món gì, yêu cầu món gì thì để comment phía dưới nha. Bạn nào mà mới xem channel của mình á, mà thích video này, xin bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.